Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em chào các thầy và các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay em xin báo cáo một cái lĩnh vực rất là quen thuộc gặp trong hồi sức của mình, đó là thở máy trên bệnh nhân COPD. Trong đó thì em tập trung vào cái lựa chọn áp dụng PEEP trên bệnh nhân COPD. Đây là một bài báo cáo lâm sàng, em xin trình bày cái lâm sàng. Anh chị nghe rõ không ạ? Cái đó, cái đó. Vâng ạ. À, cái lâm sàng họ tên bệnh nhân Vũ Hữu C, địa chỉ khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, giới nam, năm sinh 1956, nghề nghiệp làm ruộng, ngày vào viện ngày 26 tháng 6 năm 2021. Bệnh nhân này thì có tiền sử CD 20 năm và đã được chẩn đoán là CD mức độ là gôn D rồi. Lao phổi phát hiện tháng 1 năm 2019, được điều trị theo phác đồ 6 tháng tại bệnh viện phổi Trung ương, hút thuốc lá 40 bao năm và hiện tại thì bệnh nhân đã bỏ thuốc. Về bệnh sử, ngày 23 tháng 6 bệnh nhân xuất hiện khó thở, ho đờm vàng, mệt, thì được người nhà đưa vào bệnh viện xây dựng. Ở đây thì qua thăm khám thì các bác chẩn đoán là cái đợt cấp COPD và được chỉ định cho khí dùng thuốc giãn phế quản, thở oxy và dùng kháng sinh nhưng không rõ loại. Đến ngày 26 tháng 6 thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng là có ý thức lơ mơ, khó thở nhiều, yếu một hai người trái. Thì các bác sĩ ở viện xây dựng nghi ngờ bệnh nhân có một cái đột quỵ não nên là chuyển nhân đến trung tâm đột quỵ bệnh Bạch Mai. Thì bệnh nhân vào trung tâm đột quỵ trong tình trạng lơ mơ, có lơ 12 điểm, huyết áp 130/8, mạch 80 lần trên phút, SpO2 85%, khí Thưa máu pH 7,19, CO2 119, HCO3 -44. Tuy nhiên thì chụp MSCT mạch não lên thì chưa phát hiện gì đặc biệt ngoài cái túi phình, nhưng mà đoạn siphon động mạch ở cạnh trong trái nhưng mà chưa vỡ. Thì ở đây các bác sĩ đã chẩn đoán là đợt cấp COPD, đã cho khí dung, tuy nhiên thì bệnh nhân không đáp ứng, bệnh nhân vẫn còn siêu hấp nên là bệnh dựa vào tình trạng khí máu và lâm sàng thì bác sĩ đã quyết định đặt ống nội khí quản, cho các thuốc giãn phế quản, corticoid và cho kháng sinh tadalafil, pipidacillin và zolbactam. Sau đó thì chuyển khoa hồi sức tích cực. Thì sau khi vào khoa tích cực thì khám vào viện thì thấy ngày 26 tháng 6 thấy là bệnh nhân đã được an thần, blast độ âm 4, mạch 90, huyết áp hai tay là 102 trên 70, SpO2 94%, thở 22 lần trên phút, nhiệt độ là 36 độ 5, thể trạng bệnh nhân có chiều cao 1m 57, cân nặng 55 kg, BMI 22, bệnh nhân không phù. Ở đây thì bác sĩ cho thở máy VCV và khám phổi thì thấy là rìa phế nang giảm nhiều, có gian tiết và gian nộ hai bên. Đo auto PEEP thì được 5. Về tim mạch thì tim đều, tim một tim hai bình thường, không tiếng thổi. Các bộ khác thì không có gì bất thường. Đường máu mao mạch thì là bằng 12 mmHg. Ở đây là các cái kết quả xét nghiệm tại thời điểm vào viện. Thì đáng chú ý thấy là cái khí máu đấy, khí máu thì pH 7,26, PCO2 96, HCO3 -43, VOC 165, lactate 2,4, để có một cái tình trạng là toan hô hấp cấp trên mạng. Và về nhiễm trùng thì bạch cầu 10,7, trung tính 83,7%, CRP 1,266. Các chức năng gan, thận, đông máu thì bình thường. Có thăm dò thêm về các nguyên nhân của tim mạch thì ở đây troponin T có 10,7 thôi. Đây đây là hình ảnh X quang ạ. X quang của bệnh nhân thì có hình ảnh là đám mờ không đều, như là ở hai đáy phổi không có tràn khí, bóng tim không to, và hình ảnh phổi điển hình của bệnh nhân CVD. Về điện tim thì không có gì đặc biệt. Bên cạnh một cái men tim thấp như vậy thì chúng ta cũng không nghĩ đến bệnh lý men cấp ở hiện tại. Chính vì vậy thì chúng tôi đưa ra chẩn đoán là bệnh nhân có một cái đợt cấp CVD, viêm phổi, và tiến hành điều trị chung là cho thở máy VCV với SpO2 40%, VT là 450, tần số 14.
tính ra là 8, y trên E là 1 trên 3 và tiếp tục duy trì an thần. Dùng kháng sinh Trianam và Ciprofloxacin, Solumeron 80 mg trên ngày, Veroan PMDI 4 nhát một lần mỗi 2 tiếng, truyền tĩnh mạch Salbutamol, bắt đầu truyền tĩnh mạch Salbutamol 0,5 mg trên giờ. Ở đây thì chúng tôi đánh giá là bệnh nhân không có cái tình trạng tiền sử tình trạng tim mạch hay là tại mạch bệnh nhân không cao lắm nên mới quyết định và chuyển sang tâm mua. Ngoài ra thì có dự phòng loét và dự phòng huyết khối tĩnh sâu. Về thở máy của bệnh nhân này thì chúng tôi lựa chọn máy thở ở đây là R860, máy thở rất hiện đại hiện nay vì nó có rất nhiều chức năng, như các thầy và các anh chị thấy đấy. Thì trong phần menu này chúng ta sẽ có một gọi là procedure, là cái mục về các cái đo đạc các thứ. Như đây chúng ta thấy là có thể tăng CO2 hút đờm này, có thể đo được các cơ phổi như là V-plato, cochlea này, ra thì có thể đo được cả otitis nữa. Ngoài ra thì máy thở này cũng có chức năng là chức năng khí dung cơ. Thì đây là cái diễn biến lâm sàng ngày thứ nhất là sau khi bệnh nhân đã được xử trí ở quệ này, chúng ta quệ và xử trí tại hồi sức tích cực, thì có vẻ tình trạng hô hấp của bệnh nhân có vẻ cải thiện, phổi đỡ khó thắt và chỉ có ra nổ thôi. Thì đây là cái khí máu tại thời điểm mà sau nhập viện khoảng 6 tiếng ngày 26 tháng 6, thì pH giảm tăng lên 7,46, CO2 từ 96 xuống 53, POC 69, HCO3 trừ là 37,7. Tuy nhiên lactate thì có vẻ cao 6,9. Chúng tôi đo lại autotip là 6. Thì ở đây là các cài đặt, mình cài đặt tần số 14 những bệnh nhân thở 16 lần. Như vậy mình đo autotip ở đây có thể tin tưởng được. MV này là 7,2 lít trên phút, FiO2 30%, PPX hiện tại là 7,34. Thì chúng tôi đánh giá là bệnh nhân đã có thiếu dịch, lactate rất là cao. Thì chúng tôi đã tiến hành bù 3 lít muối dịch tinh thể. Sau đó thì chúng tôi đã giảm dần salbutamol và sau đó thì có đã ngừng được. Thì một câu hỏi đặt ra trong trường hợp này là trong trường hợp này thì liệu là các bác sĩ có điều chỉnh máy thở trong trường hợp này không? Rõ ràng một cái đây là một cái khí máu và tình trạng một cái kiềm chuyển hóa kết hợp với cả tình trạng toan hô hấp cấp trên nền mãn tính. Thì trong trường hợp này thì chúng tôi quyết định là không điều chỉnh máy thở. Nhất là vì dựa vào cái tình trạng lâm sàng của bệnh nhân thì hiện tại tình trạng bệnh nhân thì tương đối là ổn định. Ngoài ra thì cái kiềm này cũng không phải là quá nặng nề, có 7,6 thôi, cũng gần như là cũng không gây ra nhiều cái biến chứng. Và minh chứng là sau đó khoảng 3 tiếng chúng tôi làm lại khí máu thì pH này là xuống 7,44, CO2 từ 53 đến 57, HCO3 trừ là 38,7. Lúc này lactate đã giảm xuống, autopip này là 5, thông khí phút là 7 lít trên phút. Sau khi máu này chúng tôi vẫn tiếp tục không điều chỉnh máy thở gì cả. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, tức là sau viện một ngày ngày 27 tháng 6, thì lâm sàng phổi bệnh nhân bắt đầu có tình trạng là co thắt, bạch cầu lúc này từ 10 lên 19. Trên máy thở thì PPX rất là cao, lên 40. Lúc này chúng tôi làm khí máu thì pH là 7,38, CO2 đã tăng lên 63 rồi, HCO3 trừ 37,3, lactate thì tiếp tục giảm. Thì chúng tôi đánh giá với tình trạng này thì chúng tôi quyết định tăng an thần lên một chút để bệnh nhân đỡ kích thích, chúng tôi duy trì lại salbutamol với liều 1 mg trên giờ, tăng xịt MDI và chúng tôi tìm thêm các cái nguyên nhân khác nữa. Thì sau đó thì vì là buổi sáng cũng rất là nhiều việc, các bác sĩ phải cho thuốc dịch dãi như này cũng không phải là nhiều người, nên là đến tận 17 giờ ngày 27 tháng 6 thì lúc này thì bệnh nhân có sốt nữa, là lâm sàng thì phổi vẫn còn co thắt, nên là lúc này bệnh nhân mới đặt làm lại cái khí máu. Lúc này khí máu pH đã giảm xuống 7,31, nghĩa là toàn hơn rất là nhiều. CO2 đã tăng lên 68, HCO3 trừ là 34,2 và autopip đo lúc này là 8. Thì về các thông số máy thở
Trong trường hợp này là MV 7,8 lít, tần số bệnh nhân thở tăng một chút đó là 19, nhưng mà PPIC thì rất là cao, 43, và chúng ta đánh giá là PPIC tăng chủ yếu là do sự cản thở tăng. Chính vậy trong trường hợp này thì các bác sĩ đã tăng Salbutamol lên đều là 2 mg trên giờ và tăng tiếp lên 7, là bên cạnh việc là đảm bảo bệnh nhân an thần rồi hút đờm dãi. Xin lưu ý là bệnh nhân này chúng tôi thì đặt ống nội khí quản số 8, cũng hợp lý rồi. Thì sau cái xử trí như vậy thì một cách tích cực xịt các thuốc rồi điều trị máy thở, tăng PEEP, tăng thuốc giãn thanh quản, thì đến 5 giờ ngày 28 tháng 6 thì tình trạng bệnh nhân tốt hơn, phổi lúc này thì đỡ co thắt, đỡ pH, khí máu cải thiện rõ ràng, pH 7,45, CO2 52, POC 109, HCl ba trừ là 36,1 lactate, này có một thôi. Lúc này bệnh nhân thở rất là êm, 15 lần trên phút. Thì với tình trạng như này thì chúng tôi đã quyết định là bởi vì là buổi sáng nữa, chúng tôi quyết định ngừng can thần để đánh giá rút ống nội khí quản, và sau đó thì tôi giảm PEEP xuống 5. Bởi vì là như chúng ta thấy là ngày tối ngày 27/6 bệnh nhân bắt đầu có sốt rất là cao, 39 độ C, nên chúng tôi ngày 28/6 chúng tôi đã đánh giá chụp lại một cái X quang phổi. Thì nhìn sơ bộ X quang phổi thì nó cũng không khác nhiều lắm so với ngày vào viện. Tuy nhiên thì chúng tôi có khảo sát thêm một cái siêu âm phổi thì bệnh nhân có đông đặc nhiều ở cả hai bên phổi và cũng không có dịch màng phổi. Và đến buổi chiều ngày 28/6, tức là sau vào viện khoảng 2 ngày đấy, thì đánh giá lại bệnh nhân. Lúc này bệnh nhân sau khi đã với tình trạng thiếu máu buổi sáng như vậy thì bác sĩ đã chuyển mô thở sang PRVC để bệnh nhân có vẻ dễ chịu hơn, cũng như là đến vì bây giờ là buổi chiều nên là buổi tối chúng tôi trực ấy, thì rõ ràng là cái mốt PR xin lỗi, đó là cái mốt PRVC này thì nó có dòng giảm, vì cái máy R860 này thì cái mốt VCV này thì nó chỉ có dòng vuông thôi, nên là chúng tôi chọn dòng giảm thì nó có tác dụng một phần lên lên cái dễ chịu và giảm cái autopic bệnh nhân. Tuy nhiên thì khi làm lại khí máu thì pH có vẻ tan hơn, pH 7,36, CO2 lúc này là tăng lên 6,9, HCl3 trừ 36, và lúc này chúng tôi đo autopic này là 10, MV trên máy thở là 6,3 và tần số cài 12 cho nhân thở 14 lần trên phút. Thì với tình trạng này thì chúng tôi đã quyết định là chuyển chuyển sang thở VCV, chuyển sang thở VCV, VT là 450, tần số 12, FiO2 35% và tăng PEEP lên 8 và cho lại an thần. Vì là cái phổi của bệnh nhân lúc này thì không khí kém, autopip tăng cao, chúng tôi đánh giá là hiện tại bệnh nhân là có thất rất là nhiều, chúng tôi cho lại an thần, tăng các thuốc xịt phế quản. Một lý do là chuyển sang VCV trong trường hợp này vì là đây là lúc này là đã là lúc giờ chiều rồi, mình cũng không có kỳ vọng là rút được ống nội khí quản nữa. Với cả ban đêm thì chúng tôi chuyển sang VCV để nó bạn đảm bảo được cái VT cũng như các cái báo động nó yên tâm hơn. Bởi vì là mặc dù PRVC là mốt kiểm soát đôi, tuy nhiên là trong các cái trường hợp mà cái PPIC nó lên quá cao thì lúc này thì cũng không thể đảm bảo, có nghĩa cái sức cản thở quá cao ấy, thì lúc này nó cũng không thể đảm bảo cái thể tích thông khí phế nang cho bệnh nhân được. Chính vậy đảm bảo chúng tôi đã chuyển sang VCV. Thì sau khi điều chỉnh các thông số thì đến sau đó khoảng độ 3 tiếng, 3 tiếng thì tôi làm lại khí máu. Tôi làm lại khí máu và đánh giá lâm sàng. Thì lâm sàng lúc này chúng tôi thấy là phổi bệnh nhân thì thông khí rõ hơn, pH thì cái khí máu thì cũng không có thay đổi nhiều so với khí máu của 3 giờ trước đó, và CO2 từ 69 thì xuống được 65 thôi. Và MV lúc này là 10 6,1, tần số thở bệnh nhân này là 13, nghĩa là thở gần như là hoàn gần như hoàn toàn theo. Mặc dù là MV thì thấp hơn, tuy nhiên là rõ ràng là CO2 thì có cải thiện chút và pH cải thiện chút. Đấy. Thì chúng tôi đánh giá thì
Trường này thì có vẻ như là bệnh nhân đỡ co thắt rồi, auto PEEP giảm rồi, tình trạng ứ khí có vẻ giải quyết được rồi. Chính vì vậy chúng tôi đã quyết định tăng tần số thở, tăng thông khí khí năng một chút để xem có cải thiện thêm cái tình trạng khí máu và CO2 bệnh nhân hay không. Thì đây ạ. À, đây là cái màn hình mà chúng tôi thực hành tiến hành đo cái màn hình bên cạnh nó chúng tôi thực hành tiến hành đo cái auto PEEP bệnh nhân. Thì auto PEEP và nhìn cái biểu đồ sóng máy thở thì anh chị và thầy về thấy là bệnh nhân thở rất là êm. Thì trong trường hợp đấy thì chúng tôi tiếp tục chỉ ngoài cái việc tăng tần số lên thì chúng tôi không làm thêm gì nữa, và đến 22 giờ, đến 22 giờ ngày 28/6 nghĩa là tức là sau đó khoảng 2 tiếng thì chúng tôi đánh giá lại, nghĩa là lâm sàng này bệnh nhân có thông khí tốt hơn rồi. Đo auto PEEP thì auto PEEP này có 4 thôi, tuy nhiên thì mình đang cài đặt PEEP là 8, nhưng là cái việc auto PEEP này có vẻ như là không không đáng tin cậy lắm. PEEP plateau là 24, còn bệnh ăn là 30. Thì MV trên máy thở là 8,3, tần số là 10, tần số thở bệnh nhân là cài 15, bệnh nhân thở 16 lần một phút. Thì khí máu thì hôm nay có vẻ cải thiện rất là ngoạn mục. pH từ 7,37 lên 7,45. CO2 từ 65 xuống 52. Oxy thì vẫn đảm bảo trong mục tiêu, COC 73, C3 trừ 36,1. Và với tình trạng khí máu này thì có thể ban đêm thì chúng tôi có vẻ là cũng đỡ lo bệnh nhân hơn. Vì vậy mà đến 4 giờ sáng ngày gần 4 giờ sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã làm lại cái khí máu khác để đánh giá. Thì hôm nay là pH 7,5, CO2 là 48, HCO3 trừ là 37,4, auto PEEP là 4. Trên máy thở lúc này là PPIC là 40, MV là 7,9 và tần số vẫn là 15. Thì với cái tình trạng lâm sàng cũng như là cái tình trạng khí máu này thì chúng tôi quyết định đã cho ngừng an thần, thêm một chút acetylcholine để xét sáng hôm sau rút ống. Và đến sáng ngày 29 thì chúng ta đánh giá là lúc này bệnh nhân cắt an thần, bệnh nhân tỉnh rồi, thở rất là êm rồi, cũng đỡ sốt rồi. Đánh giá thêm các tiêu chuẩn rút ống nội khí quản thì bệnh nhân đủ tiêu chuẩn rồi. Lúc này chúng tôi tiến hành rút nội khí quản cho bệnh nhân thở oxy kính và kết hợp thêm với cả cái dung dịch giãn phế quản nữa. Tuy nhiên là đến 14 giờ ngày 26, 29 tháng 6 lúc này bệnh nhân tự nhiên xuất hiện cái khó thở rất là nhiều, siêu hấp, làm lại khí máu thì pH 7,22, lại toan hơn, CO2 lên 8,8, VOC 7,9, HCO3 trừ 36. Thì chúng tôi đánh giá thêm các cái xét nghiệm về khác thì bệnh nhân có cấy đờm ra, trực khuẩn xanh, nhạy carbapenem và ivacilin tazobactam. Tuy nhiên thì lâm sàng này bệnh nhân có một chút tình trạng hơi loạn thần và bệnh nhân tăng 6 kg và có phù ngoại biên. Chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định xử trí là với cái tình trạng hô hấp này chúng tôi đã cho thở BiPAP với mức khởi đầu là BiPAP là IPAP là 8, CPAP là 5, cho thêm đợi tiểu chúng tôi dùng imipenem và chuyển sang piperacillin và tazobactam. Thì đến khoảng 15 giờ thì cùng ngày, tức là cũng cùng ngày đúng kết quả nhé, thì này chúng tôi đánh giá là bệnh nhân có vẻ thở êm hơn, thì báo là pH 7,28, CO2 thì nó cải thiện một chút thôi, không đáng kể cả. Tuy nhiên thì với tình trạng như này thì chúng tôi cũng đánh giá là liệu bệnh nhân có bỏ máy được để khí dung tiếp hay không, vì rõ ràng khi chúng tôi khí dung thì có vẻ là bệnh nhân có phần nào đó là có cải thiện và bệnh nhân dễ chịu. Thì chúng tôi đánh giá bệnh nhân này có thể bỏ máy và khí dung được, chính vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì thở BiPAP
không là nội tinh quản, và khí dung là theo độ xác. Thì đến tối ngày 29 tháng 6, đây ạ, thì đây ạ, đây chính là nhá. Thì cái lâm sàng bệnh nhân lúc này thì đánh giá bệnh nhân là phổi thông khí tương đối kém, bệnh nhân này thở NIV 19 lần trên phút, đo autopip, cái này không đo autopip bởi vì là chúng tôi đo mạch đạo thay thế thôi, mạch đạo là 18 mm thủy ngân, lúc này thì đang ở cài đặt là EPAP là 10, EPAP là 5, và khí máu chúng tôi làm lại thì so với khí máu vào buổi chiều ngày 29 tháng 6 thì gần như là nó không có thay đổi gì đáng kể, CO2 giảm rất là ít, pH thì quyết định là tăng là EPAP lên 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 8, nên là tăng chỉ EPAP lên 8, EPAP lên 12, và chúng tôi đã tăng cường khí dung thêm. Thì đây là chính là cái biểu đồ minh họa các cái cài đặt ở trên máy thở, con máy thở Philips V60 và NMP bệnh nhân. Thì ở đây thì bệnh nhân có vẻ là trích cơ có vẻ không được tốt lắm, trích cơ có khoảng 50% thôi, nên là thở, nên là tần số thở không phải là cao, 18 lần trên phút. Thì có thể là do cái tình trạng autopip này nên là khả năng trích cơ của bệnh nhân nó không được tốt. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định tăng EPAP lên 8. Thì sau đó khoảng 4 tiếng thì chúng tôi làm lại, 5 tiếng chúng tôi làm lại một cái khí máu. Thì lúc này khí máu pH tăng lên một chút, pH từ 7,8 lên 7,33, CO2 từ 72 xuống 67, POC 83, đảm bảo HCO3 trừ là 35,3, lacta 0,9 thôi. Thì tôi không thay đổi gì cả, tôi tiếp tục duy trì cho đến sáng hôm sau. Và đây ạ, thì đến sáng hôm sau là thì chúng tôi quyết định dựa vào các cái biểu lâm sàng bệnh nhân là không có suy hấp, bệnh nhân thở và áp rất là êm, đánh khám phổi thì cũng không có gian co thắt nhiều, ngoài cái việc lâm sàng bệnh nhân có hơi loạn thần kém một tắc một chút, nên là cái việc thở bypass có vẻ không được thuận lợi lắm, nên là chúng tôi đã quyết định là bỏ máy cho bệnh nhân và cho thở oxy kính. Thì buổi sáng thì thực ra là cũng có nhiều người để trông hơn, để theo dõi sát bệnh nhân hơn, nên là chúng tôi tự tin tôi bỏ máy cho bệnh nhân. Thì đến chiều ngày 30 tháng 6 chúng tôi làm lại khí máu. Thì lúc này ai cũng thở phào, bỏ mặc dù bỏ máy, tuy nhiên thì pH không xấu đi và rõ ràng có một sự cải thiện hơn, PCO2 từ 67 xuống 64, HCO3 38,7. Này chúng tôi đo lại mạch đảo thì không còn mạch đảo nữa. Và đến khoảng đêm ngày 30 tháng 6 thì pH lúc này thì cải thiện rõ ràng là về một cái tình trạng gần như là tình trạng nền, ngoài cái việc HCO3 hơi cao một chút thì ngoài chúng tôi cũng không thay đổi gì thêm và theo dõi tiếp thôi. Thì với cái tình trạng như vậy thì đến sáng ngày 1 tháng 7 đánh giá thêm, ngày bệnh nhân cũng tình trạng lâm sàng cũng như các cái trên xét nghiệm của bệnh nhân thì có vẻ là bệnh nhân có khả năng chuyển tuyến được rồi, chúng tôi quyết định chuyển bệnh nhân về bệnh viện xây dựng điều trị. Thì về một cái kết luận, cái này chỉ có những cá nhân được, thì tiếp đây có thể làm cải thiện tình trạng hô hấp cho bệnh nhân COPD. Cải thiện tình trạng hô hấp ở đây có thể là cải thiện oxy, có thể là cải thiện tình trạng thông khí phế nang CO2, có thể làm giúp giảm công hô hấp, cũng có thể ngoài ra thì có thể giảm cả autopip nữa. Và trong kê lâm sàng của chúng tôi ở đây thì bệnh nhân rõ ràng là bệnh nhân vừa thở không thâm nhập, vừa thở NNV, và thậm chí tôi áp đặt cả PEEP ở trên NIV nữa, nên là có thể là PEEP cũng có ý nghĩa trên cả bệnh nhân thở thở NIV. Vâng, bài báo cáo của tôi đến hết, xin cảm ơn các thầy cô, các anh chị đã nghe, cảm ơn ạ.